Chào các bạn, mình là họa sĩ nghiện cà phê, con sen hám mèo, Akai admin của kênh YouTube vẽ còn chưa ai biết đến này đấy, Dương Hải Hatachi. Hôm nay là video đập hộp hai bé cưng Wacom Cintiq Pro 24 inch và Wacom Cintiq 16 inch, giá xương xương tổng gần trăm củ. Đây là bảng vẽ công ty, chứ nói thiệt là họa sĩ mới đi làm vài năm khó kiếm đủ để chi mạnh tay như này lắm, trừ trường hợp Butachi hoặc Company Tachi thôi á. Đầu tiên là đập hộp Wacom Cintiq Pro 24 inch có chạm màn hình to ù nụ và nặng như đá tảng. Các bạn cứ xem video là biết tay bạn đập hộp cơ bắp thế nào cơ mà. Khi bê hàng này, bao nhiêu mũi cơ gồng đấy, gồng hết lên. Được cái lên video quay nhìn không thấy mặt, thấy mỗi tay mà vẫn đẹp trai á. Wacom thì là thương hiệu nổi tiếng bền trong giới vẽ lâu rồi. Điểm trừ của các dòng Wacom với cá nhân mình thì đó là rườm rà, nhiều dây dỡ phụ tùng đi kèm và dĩ nhiên là giá mắc. Ví dụ với Wacom Cintiq Pro, nếu máy tính của bạn không có cổng Type C, bạn cần một ổ chuyển đổi đi kèm của Wacom với rất nhiều các loại dây như HDMI này, dây cho cảm ứng màn này, dây nguồn. Mình dùng laptop và mớ dây đó thêm dây nguồn lắp như một bong bong vậy. Và một đứa lộn xộn như mình thì thật sự cái nhà trông không khác gì đống rác luôn. Mà laptop mình là loại cũ lắm rồi, dòng máy chạm workstation mình mua từ hồi mua cũ. Nếu là laptop của các bạn ra mới những năm gần đây mà có cổng Type-C, hoặc là như máy công ty mình dùng iMac 2017, có vẻ từ 2017 đổ lên thì iMac có cổng Type-C, thì kết nối với Wacom chỉ cần thông qua một dây Type-C này thôi thì rất là tiện. Video này nếu góc quay quá rung hay góc máy dọc thì các bạn thông cảm nhé. Lúc mở hộp thiếu việc cởi đồ chạy quanh phòng ngủ hết thì sướng luôn ý, chứ việc vẫn còn tỉnh táo để quay video này là tốt rồi đấy. Thật sự bảng vẽ 24 inch to như cái tivi, nặng và dày. Riêng bề mặt bảng vẽ của Wacom thì không còn gì để chê cả. Vẽ trên Wacom cái lực nhấn cũng rất là sướng. Tiếp bọn mình mở hộp một bảng vẽ Wacom Cintiq. Đúng rồi, Wacom Cintiq, nhưng không phải dòng Pro 16 inch. Đây là dòng thường nhá. Về thiết kế hộp máy này thì cá nhân mình thấy nó rất là sang, máy nhỏ gọn. Hộp thì kiểu vintage, xinh xẻo này, có cả túi vải mỏng bọc máy trông còn hiện đại và đắt tiền hơn cả cái tivi ban nãy á. Mặc dù máy 24 inch có touch, giá xương xương 71 triệu, máy nhỏ này chỉ giá khoảng tầm 16 triệu thôi. Thiết kế viền bảng vẽ thì mình thích dòng Pro hơn dòng thường, vì kiểu càng ít viền thì nhìn càng hiện đại á. Và đây là bộ sưu tập bảng vẽ của tụi mình nhá. Đầu tiên này, từ cái to đùng này là Wacom Cintiq Pro Touch 24 inch. Giá là 71 triệu này. Công ty mua thì Cintiq Pro 16 inch. Giá em này là khoảng tầm 46 triệu. Có chạm màn hình nhá. Tiếp đến là Cintiq 16 inch dòng thường. Giá khoảng tầm 16 triệu. Và đến em Into a Small, nếu mình nhớ không nhầm, dòng này là dòng 4 bao nhiêu nhỉ? Máy này thì một chị ở trong phòng mình mua cũ, chưa tới 3 triệu thôi ấy. Chị ấy dùng máy này vẽ trước khi hai anh bố đại dòng vẽ trên màn hình vừa mới về này đấy nhá. Test thử máy Pro 24 inch, cái tivi của Wacom thôi nè. Máy này to, dày, nặng, di chuyển và mang đi mang lại gần như không thể. Máy mượt, vẽ trên màn sướng như máy 13 inch Pro và 16 inch Pro mình đang dùng vẽ. Và đây là tác phẩm khai máy của sếp mình. Công cụ cũng chả giúp bạn vẽ đẹp lên được đâu nhá. Máy Cintiq 24 inch thêm viền dày cộp tầm 3 inch mỗi cạnh nữa, nên ngoại hình của bảng vẽ to ngang với con iMac 27 inch đang kết nối với nó đây này. Mỗi lần bê đi bê lại là phải nhờ mấy bạn nam qua bê hộ, khóc dài một dòng sông luôn.
thường với các bạn mới học vẽ hoặc có ý định theo đồ họa này, theo thiết kế hoặc các ngành nghệ thuật liên quan, muốn mua bảng vẽ phục vụ công việc hay học tập thì sẽ luôn phân vân là không biết mua loại nào, bảng vẽ có màn hình hay không có màn hình. Phân khúc rẻ, bình dân hay sang chảnh, từ Intuos, Intuos Pro, Cintiq, Cintiq Pro, Mobile Studio của Wacom hay các hãng khác rẻ hơn như XP Pen, Huion hay Gaomon. Thì video tới mình sẽ đưa ra những quan điểm và lời khuyên dựa trên kinh nghiệm mua máy và làm việc học vẽ cũng ngót 10 năm của mình nhỏ. Còn video này mình xin phép tạm dừng vì khá dài rồi. Các bạn nhớ đón chờ những video sẽ ra mắt về sau trên kênh YouTube này của mình. Like và subscribe ủng hộ kênh mình đi nào. Mình cảm ơn. Bye bye.